qua phần tiếp theo, đó chính là content đăng bài. Về content đăng bài thì mình quy kết về 3 dạng content sau. Đầu tiên là dạng content mang yếu tố là thu hút, tiếp đến là dạng content mang yếu tố dẫn dắt, và cuối cùng là dạng content mang yếu tố bán hàng. Thì 3 dạng content này đối với một nếp bán hàng hay là những người kinh doanh bình thường thì chắc chắn là sẽ có 3 dạng content này. Thì 3 dạng content này sẽ triển khai như thế nào? Mình lấy ví dụ, trong giai đoạn content về thu hút thì mình định vị mình với mọi người là một người thú vị để mọi người có thể tìm hiểu mình qua những content như là chia sẻ về giới tính, content sống ảo, content về làm đẹp, content chia sẻ những thủ thuật, content về gia đình, content về sức khỏe, hoặc là chia sẻ những bài viết cảm động, hoặc là share những nội dung khiến người khác liên tưởng đến bản thân họ. Dạng content thứ hai đó chính là dạng dẫn dắt. Thì khi mà mọi người đã bắt đầu có nhận diện và thu hút, chúng ta đã có thể kết bạn được với một số người rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ dẫn dắt người khác để khiến cho họ biết được chúng ta đang kinh doanh gì, hoặc là chúng ta sẽ phục vụ vào một mục đích nào đó khi mà chúng ta xây dựng dạng content dẫn dắt này. Ví dụ mình muốn trở thành một content creator thì chắc chắn là mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những dạng content sáng tạo cũng như là những kiến thức liên quan đến content creator. Và vì vậy mà mình sẽ cố gắng để làm sao mọi người thấy được là mình là một người sản xuất nội dung giỏi và có thể đa dạng triển khai trong các content khác nhau. Và mình quan điểm rằng là mình sẽ không bao giờ đăng hai bài với chung một dạng nội dung kế tiếp nhau trong một ngày hoặc là kế tiếp hai ngày nhau. Vậy việc của chúng ta là hãy chọn cách để triển khai content làm sao cho hiệu quả và tìm thật là nhiều ý tưởng để có thể làm mới content của mình. Thì một số yếu tố mình thường sử dụng khi mà tìm ý tưởng để viết content trên profile, mình sử dụng công cụ 30 Day Plan. Đây là công cụ dành cho các bạn thường hay bị mất đi ý tưởng và cũng không sắp xếp được ý tưởng trong đầu mình. Chúng ta phải căn cứ vào tình trạng của nick profile cũng như là thương hiệu của mình như thế nào để có được một công thức hiệu quả, và sẽ không bao giờ có một công thức nào tuyệt đối cả. Mà qua quá trình mà chúng ta thực hiện, chúng ta cố gắng fix lỗi cũng như là đúc kết lại từ những sai lầm cũng như là từ những việc mà chúng ta thực chiến được, thì chúng ta mới ra được chính công thức cho bản thân mình. Việc chúng ta triển khai 70% thông tin hữu ích thì hoàn toàn chúng ta có thể thêm vào những yếu tố bán hàng cho sản phẩm của chúng ta vào. Đối với những hình ảnh cá nhân thì bạn có thể thêm vào những nội dung bán hàng tùy thích, hoặc là các bạn có thể thấy là có hàng tá nít trên thị trường lúc nào cũng đăng bài bán hàng nhưng rất rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã có thương hiệu và mọi người tìm đến họ là tìm đến giải pháp. Hoặc một trường hợp hoàn toàn trái ngược lại là có những người không đăng bất cứ một nội dung bán hàng nào nhưng tiền vẫn đến với túi của họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ cũng định vị bản thân mình đối với nhóm công chúng mục tiêu của họ đã quá rõ ràng. Vì vậy mà họ không cần đăng những bài bán hàng đâu, mà khách hàng của họ đã tự nhận định như vậy và tìm đến họ thôi. Phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn. Và trong quá trình mà chúng ta đăng bài thì một yếu tố nhỏ mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là kế hoạch post bài. Thì về phần thời gian post bài thì chúng ta sẽ có những buổi như sau, là sáng, trưa, chiều, tối. Thì đây là những đúc kết trong quá trình mình xây dựng profile thôi. Thì khoảng thời gian từ sáng là từ 6 đến 8 giờ thì chắc chắn là mọi người đều cần một cái gì đó rất là nhẹ nhàng và khiến cho họ tạo nên động lực cho một ngày mới có năng lượng. Thì chắc chắn là những câu nói về động lực cũng như là những bài viết về tạo những năng lượng tích cực cho một ngày mới thì sẽ được đón nhận và tương tác rất là nhiều. Hoặc là các bạn có thể đăng những dạng bài để kích thích tương tác. Tiếp đến là khung giờ trưa từ 11 giờ đến 1 giờ. Thì đây là một khung giờ mình cảm thấy là rất là thích hợp để các bạn có thể đăng bán hàng. Trong khoảng thời gian này thì mọi người thường sẽ nghỉ trưa, ăn trưa, nên là họ sẽ thường hay lướt new feed nhiều nhất. Và vì vậy mà các nội dung về bán hàng hoặc là các bạn thêm những nội dung giải trí vui vẻ vào thì sẽ rất là phù hợp. Tiếp đến là buổi chiều là từ 4 đến 5 giờ, giai đoạn mà mọi người đã sau 8 tiếng làm việc một ngày rất là căng thẳng rồi thì thường là mọi người sẽ lướt new feed một chút để nghỉ ngơi. Thì thời gian này thường là những nội dung về gia đình, ăn uống sẽ rất là hợp lý để có thể kích thích tương tác. Và cuối cùng là buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ thì khoảng thời gian này các bạn hoàn toàn có thể đăng dạng content như là buổi chiều, như là về gia đình, ăn uống hoặc là share các nội dung về bán hàng. Bởi vì là buổi tối mọi người rất là rảnh, mọi người hoàn toàn có thể đọc được bài bán hàng của bạn. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng làm sao để cho nội dung bán hàng của mình khác với nội dung buổi trưa. Bởi vì là buổi tối thường là mọi người sẽ muốn được thư giãn cũng như là không phải ra quyết định quá nhiều. Và vì vậy là một số trường hợp người bán hàng mà chốt đơn buổi tối sẽ... Vì vậy mà chuyển đổi của bài đăng buổi tối sẽ không cao.
đôi khi sẽ không cao bằng bài đăng buổi trưa. Và đây chỉ là một số ví dụ của mình thôi. Các bạn hoàn toàn có thể căn cứ vào tình trạng niche của mình. Mình cứ test những dạng nội dung này vào những khung giờ khác nhau để xem là hành vi của những bạn bè trong niche cá nhân của mình sẽ như thế nào. Và mình sẽ hiểu được là tâm lý của họ sẽ thích những dạng nội dung gì và triển khai dạng nội dung đó. Chúng ta sẽ qua phần 3 về hoạt động chăm profile và xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì sau khi mà chúng ta đã có được những ý tưởng content rồi, cũng như là tìm hiểu được cách để triển khai content như thế nào rồi, thì một số hoạt động ngoài để chăm profile sẽ giúp cho content của chúng ta thu hút được nhiều khách hàng hơn, cũng như là tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu hơn. Vì vậy mà chúng ta sẽ tìm hiểu rõ phần này như thế nào ha. Nói về phần này thì chúng ta sẽ có 3 hoạt động chủ yếu. Đó chính là hoạt động mở rộng tệp kết bạn và hoạt động tương tác cũng như là hoạt động chia sẻ. Thì tại sao mình muốn nói đến 3 hoạt động này? Bởi vì là nếu bạn viết content hay như thế nào nhưng profile của bạn không đi kết bạn cũng như là không tương tác với mọi người thì chắc chắn là sẽ không đem lại chuyển đổi. Vì vậy mà 3 hoạt động này rất là quan trọng để khiến cho một profile có thành công hay không. Chúng ta cùng đi đến phần thứ nhất. Về phần mở rộng tệp kết bạn, một nick profile của chúng ta có 5.000 bạn bè. Đối với một số người, nếu dùng nick cá nhân không phụ thuộc vào việc kinh doanh mà chỉ để là giao tiếp với những người khác thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể kết những người quen thôi cũng được. Nhưng mà đối với những nick kinh doanh hoặc là những bạn đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì chắc chắn các bạn phải tối ưu được việc là các bạn hãy chăm kết bạn lên và hãy cố gắng tạo ra được 5.000 bạn bè thật là chất trên profile của mình. Và mình nói rằng là kết bạn 5.000 bạn bè không có nghĩa là bạn sẽ kết bạn tạp nham, mà chúng ta phải nhắm đến nhóm công chúng mục tiêu của mình để chọn ra những người bạn thật sự chất lượng để kết bạn trên profile của mình. Vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể target vào các hội nhóm tiềm năng về lĩnh vực của mình và phù hợp với bản thân của mình để có thể kết bạn. Các bạn hoàn toàn có thể đăng bài trên nhóm để tìm những người tương tác với bài viết của bạn và kết bạn với họ. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ để kết bạn tự động như là Simple Facebook của ATB Software để có thể là kết bạn tự động với những người trên hội nhóm hoặc là những khách hàng tiềm năng tương tác với bài viết của mình. Và ngoài ra một yếu tố quan trọng để các bạn có thể mở rộng tệp kết bạn đó chính là đối với những bạn đang có một lượng bạn bè khá đủ rồi, đã gần 5.000 người rồi, thì các bạn nên lọc bạn bè để có thể chọn ra những người tương tác tốt và giữ lại. Còn những người mà đã quá lâu hoặc là trong danh sách bạn bè của chúng ta có những nick chết thì chúng ta hoàn toàn có thể hủy bạn bè để kết bạn với những tệp chất lượng hơn. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể dùng các thủ công hoặc là dùng những công cụ để lọc bạn bè như Simple Facebook để hỗ trợ trong việc lọc bạn bè cho mình. Tiếp đến là hoạt động tương tác. Facebook rất là thông minh. Các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta tương tác nhiều với ai, nhắn tin nhiều với ai thì Facebook sẽ ưu tiên hiển thị những bài viết cũng như là những chia sẻ của người đó trên new feed của chúng ta. Thì chắc chắn là ngoài việc các bạn xây dựng content trên profile thì các bạn phải chăm đăng bài trên group, trên page để có thể xây dựng được những nội dung chất lượng để thu hút khách hàng cũng như là nhóm công chúng mục tiêu của mình. Vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng chăm chỉ sharing để có thể mở rộng được mối quan hệ cũng như là xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình. Và một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trong phần này đó chính là hoạt động chăm profile xây dựng thương hiệu cá nhân là một việc đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó và chăm chỉ. Profile của chúng ta sẽ không phải là ngày 1, ngày 2 sẽ có tương tác liền, mà chúng ta phải xây dựng nhận diện từ từ và cố gắng tối ưu hết mức có thể để tạo ra những content chất. Thì dần dần niche của mình và sẽ thu hút được những nhóm khách hàng mục tiêu mà bạn mong muốn. Và khi bạn đã tiếp xúc được nhóm công chúng mục tiêu của mình rồi, và việc còn lại của bạn là duy trì mối quan hệ với họ, làm bạn với họ và tạo chuyển đổi trên từng nhóm công chúng mục tiêu đó.